giảng nóng vừa lơ. Ok, và mình vừa đi ăn khai giảng về. Và các bạn có thể thấy là hiện tại đang là 12 giờ trưa các bạn ạ. Dưới cái nắng kinh khủng khiếp 40.000 độ C thì mình đang đi giữa đường và không có một bóng người nào đi trên đường luôn. Ok, và mình cũng sắp về đến nhà rồi. Nếu mà các bạn có những ý kiến gì, những cảm nghĩ của mình gì về ngày khai giảng thì đừng quên để lại những comment phía bên dưới nha. Ok, và mình vừa về tới nhà. Trời thật là nóng. Ok, mình sẽ cho các bạn xem đó, mặt trời đã chiếu thẳng đầu mình rồi. Ok, hi bye bye, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.